tổng hợp những điều khắc cốt ghi tâm mà bạn nên ghi nhớ. Hãy cùng mình xem nhé. Khi buồn chán, hãy im lặng, kêu than chẳng giải quyết được gì. Không nên nghĩ rằng chỉ cần tìm được một người đàn ông nhiều tiền thì cái gì cũng có. Tự kiếm tiền mua món đồ mình thích sẽ vui vẻ và thoải mái hơn nhiều so với việc cầm tiền của người khác đi mua. Nếu không thích sự quan tâm từ người khác, hãy dứt khoát một cách lịch sự. Tình yêu mà không có bao dung và tha thứ thì sớm muộn cũng phải chia ly. Nếu chán công việc hiện tại, hãy thay đổi nó, còn không, đừng kêu ca. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng tiền bạc do bản thân tự kiếm ra còn quan trọng hơn. Tiết kiệm là tốt, nhưng nên học cách tự thưởng cho bản thân sau những vất vả bon chen. Cho dù mất tất cả, cũng không được đánh mất nụ cười. Trong chuyện tình cảm, nếu không có người thứ ba xen vào, vậy thì hãy xem lại chính mình. Hãy dành thời gian ở bên những người yêu thương bạn thực sự. Chẳng có ai là bận tới mức không có thời gian dành cho người mình yêu. Nếu muốn, sẽ luôn có cách. Nếu không muốn, sẽ luôn có lý do. Nếu người đó không còn tình cảm với bạn nữa, đừng quỵ lụy. Nếu không thể giữ được tình yêu, thì hãy giữ tự trọng cho mình. Tha thứ cho người khác cũng là tha thứ cho chính mình. Thời gian là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình một tim hoặc để lại bình luận cho mình biết với nhé.